Tụi mình là top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và ngày hôm nay thì tụi mình đang có mặt tại Diamond Fitness Center. Châu và top 3 cũng như là tất cả các bạn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có cơ hội để mà được đồng hành và tập luyện tại Diamond Fitness Center. Và khi mà Châu đến đây thì Châu rất là ấn tượng với không gian tập luyện vừa rộng nè, thoáng mát để mà có thể thoải mái tập luyện. Kèm theo đó là trang thiết bị rất là tối tân hiện đại, có thể hỗ trợ cho Châu cũng như các bạn thí sinh tập tất cả các bài tập để mà có thể bổ trợ hoàn thiện cái body của mình một cách nhanh chóng nhất. Và thân Nhi thì trải nghiệm ở đây Nhi thấy rất là tuyệt vời, vì các anh chị PT ở đây mọi người rất là dễ thương, vừa đẹp trai vừa xinh gái, và mọi người chung rất là hot luôn. Và đôi khi mình ở đây tập cùng anh chị mình có động lực để mình có thể tập nhiều hơn, tốt hơn để mình có thể đẹp như anh chị được. Và ngoài ra thì Diamond Fitness Center còn có một đội ngũ các anh chị lễ tân siêu dễ thương, các anh chị luôn nhiệt tình và chăm sóc chu đáo cho các bạn đến tập. Thì Tiên cũng hy vọng rằng trong tương lai top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có thể cùng đồng hành cùng Diamond Fitness Center để chúng mình cùng build những cái body thật là bốc lửa trong 2 năm nhiệm kỳ sắp tới nhé. Và Châu cũng xin gửi lời cảm ơn đến Diamond Fitness Center đã luôn đồng hành cùng Châu cũng như là top 3 để mà có thể giúp đỡ cho tụi mình vừa rèn luyện sức khỏe cũng như là một vóc dáng tuyệt vời. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Diamond Fitness Center. Yeah, bye bye mọi người, hẹn gặp lại. See you soon.